chiếc kia mô tô máy tôi đẩy vậy đó mà. Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Trà Là nha các bạn. Bây giờ khu này mình cũng không biết khu nào luôn, nó gần ấp Bình Linh đó. Bây giờ mình sẽ quay cái con phô 4.6 một giò này, sẽ cày cái đám đất trồng này nha các bạn. Không biết trồng cái gì mà nó có luống nè. Để mình đổi camera cho các bạn xem nha. Cái gì các bạn ơi, mà giờ nó có luống nè, trồng hàng bông á mà không biết trồng cái gì. Chắc có lẽ người ta trồng cầm cây á, có đống cây bên kia rồi xong ta nhổ cây rồi đó nên thấy đẹp vậy nè. Cái trồng bắp cầu bắp gì nó cũng còn là phải còn cái thân đó. Như dàn cài của chú Chính Bình nè, phải không ta? Nó giống đó. Rồi, chạy lên. Rồi. Cài mới luôn, Chính Bình các bạn ơi. Xuống cho lẹ quá. Bữa nay ra sáng sớm mà chuyển mưa các bạn ơi, thời tiết không được đẹp lắm. Ở Tây Ninh thì đa số xài dàn cài của chú Chính Bình rất là nhiều nha các bạn.
còn 12 gò nữa, 12 gò là chạy xuống chạy lên là 12 quận nữa. Bữa ở Sa Phan cái nguyên dàn tập đoàn Ford của ông Năm đó các bạn, là mua cái chiếc 4600 2 giò ở dưới bãi luôn nha, là 200 triệu đầu máy T7 luôn. Từ thẳng đất láng này chạy nhanh quá. Sơn còn quá đẹp luôn. Xe này không biết anh mua lâu chưa mà anh xài thấy kỹ quá. Anh nãy nhớ nhà còn chiếc 4600 quả dàn xới nữa. Nãy đi xới về xong anh mới đi cài nè. Bốn ngàn sáu thì sản xuất rơi vào khoảng năm 75 tới năm 81 nha các bạn. Vẫn sử dụng động cơ Ford 3.3 lít 3 máy, piston 112 x 112, tua nó được 2002, nó tới ra công suất là 59.5 hp, nó được một số xới. Cái xác đó thì mình tra là nó có 2 tấn 32 kg nha các bạn. Còn nếu mà có cabin nữa thì nó là 2 tấn 6. Nếu mà có cabin thì nó nặng hơn không cabin 600 kg. Kho hộp số kho thì kho nó được 4 số. 4 số tới, 1 số về nó là 5 số. 5 số thì nó có một tầng chậm nữa thì nó ra là 8 tiếng 2 lùi. Còn 2, 4, 6, 7 gò nữa. 7 gò chạy 3 quận rưỡi nữa là xong. Chắc họ anh chạy đá bên kia luôn quá. Ở đây là mình thấy ở đây trồng đủ hết các bạn ơi. Ở đây là cao su có nè, mì có nè, hàng bông có nè, bên đó đang trồng hú hoa nè. Hú hoa này đang dẹp, đang cắt nè, đang nó bị héo rồi sau lưng vườn cao su. Bên đây thì có một cái đám là thu hoạch mới xong này, là chắc bị đau quá. Còn trái bí đao kìa, bí đao hơi dưa leo vậy đó, cái bí đao quá, bí đao mới bự vậy chứ. Ở đây thì mình thấy có vườn nhãn trái kinh khủng luôn các bạn, trái đó, trái nhiều lắm. Quay sơ vườn nhãn cho con xem, trái nhiều lắm. Ở đây thì mình không biết ở đâu nữa nha các bạn, mình chạy theo cái đường đỏ chạy luôn, nãy giờ mình cũng chả biết đi tới đâu nữa. Đó, các bạn thấy đã không? Bên kia cũng có trái điều chứ. Mình đang có vườn nhãn nữa, nhưng mà vườn nhãn này không có trái. Rồi đây, anh chạy xong mấy clip này xong mình kết thúc video đâu nha các bạn. Nếu mà ảnh dừng lại được mình hỏi thăm ảnh nó vài câu thì tìm hiểu về chiếc xe với dàn xới dàn cài nha. Còn nếu mà không được thì thôi mình kết thúc nha các bạn.
cài của chú Chính Bình hồi đó mình quay mình hỏi giá nhiêu bây giờ mình cũng không nhớ nữa. Không nhớ nổi các bạn ơi. Rồi bây giờ lên này nữa là xong các bạn ơi. Cài nãy ốp ra ốp cho bà giờ ốp ngược lại cài ốp ngược lại nè. Có ốp không? Còn qua đây chạy luôn rồi. Rồi để gì là xới luôn rồi. Ủa cái chiếc kia mua cục máy của T7 như vậy luôn à. T7 luôn các bạn. Rồi 81 luôn à. Rồi 81 luôn các bạn ơi. Vậy là đời cuối của 4.6 luôn. Vậy là anh chạy 6 năm này là về hả? Chạy như vậy là một công an nhiêu? 80 không? Nếu mà nó nhiều có giá khác không hay là nhiều cũng giá này? Dạ. Dạ. Ủa ở nhà là anh còn chiếc 4.6 nữa hả? Chiếc kia nãy thấy anh chạy ra cũng đẹp quá mà. Dạ. Thì em thấy anh chạy ra xong rồi thấy chiếc này đậu ngoài nè. Vậy là chừng nào anh rảnh có xới này không? À, ngày mốt chồng hả? À? Vậy là mai xới hả? Dạ. Rồi thôi dính chạy đi. Dàn cài này, dàn cài của chú Chính Bình nè các bạn. Là ông mua, anh mua được anh mua được mấy tháng rồi, là 29 triệu nha. Cái này cái qua cái bờ của này nó sốc lắm nên nó là anh chạy chậm. Ở nhà anh có chiếc Ford cũng đẹp như vậy luôn. Vậy là cái chiếc Ford này á, là anh mua một năm rồi, là 145 triệu nha các bạn. Thì so với cái chiếc mà của chú ở trên xã Phan á, thì chiếc đó mới lấy 200. Thì chiếc đó là hai cầu, là một cầu tính cái cầu vô nữa là 450 mấy triệu. Nó là đúng đó các bạn, đúng giá. Tại xe này nước sơn cũng còn đẹp, quá đẹp luôn. Đầu máy cục máy T7 y vậy luôn. Rồi thôi video này kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn cái gì đã xem video của mình. Cảm ơn các bạn nha.